Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Thầy Quảng Trắng, tỉnh Thất Quảng Nghiêm và sư cô Nguyên Thiện, nhóm của sư cô Nguyên Thiện và cô Trang đã ủng hộ gạo và quà ở đây là tổng cộng là 309 hộ ở khu vực của phường 10 quận 6, 97 sạc 1 sạc 2 phường 10 quận 6 ha. Rồi bây giờ để như là đại diện xin cũng như cảm ơn các mạnh thường quân cũng như là nhờ trợ giúp dùm cho những cái hộ nghèo cũng như đôi xóa đói giảm nghèo cũng như là đây là cũng như là đại diện cho các chủ hộ cũng như là xin cảm ơn chân thành rất cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mô Phật nha, rồi cảm niệm công đức nha, mô Phật. Rồi hai sư luôn, cảm niệm công đức của hai sư luôn, mô Phật. A Di Đà Phật. Rồi rồi rồi, cái nhà đó rồi. Dạ. Ba phòng mũi ra. Dạ, ở đây có tất cả là ba phòng. Bốn phòng mà cái đây. Đây kia. Rồi nè. Ôi, cảm ơn mấy sư phụ. Cảm ơn. Đủ chưa? Rồi đủ anh. Rồi, đấy. Đây mấy phòng ở bốn phòng phải không? Đây đi bốn phòng ra luôn. Để thằng hàng cái đồ. Đây. Bé cho cậu lấy ngang chỗ đi làm hồ bé. Đi vô, nhà trai mình dùng bịch gạo rồi. Này. Hai, ba, còn phần nữa, bốn. Rồi. Bó tay, có cửa là bó tay. Dạ sao? Đi luôn này, thằng thằng nữa. Này có phòng nhà mới cho tu. Thì có phòng hôm nay nè. Này nè, nãy cho đẳng dài rồi đó. Dài lại mà tôi đi. Cho hết rồi. Ở đẳng đây đẳng về đẳng đây có người nhận đó. Không biết không bé, không biết giải giải này không không. Đó có. Chú chín ở bên đó hai mấy cần để từ từ đi. Ở bên đó sao? Ra ra nhận quà nha. Đi xa dữ. Đi những người công gì á. Này cảm ơn sư phụ á. Đi mà hết chụp hình nổi. Chụp hình. Đó phải là mày đâu nha. Sư Hạnh nhìn con đẹp không sư Hạnh? Đẹp. Ngồi luôn rồi đó. Thầy ơi, con quay phim xong mà con ngồi luôn rồi. Lấy một phần gạo luôn. Quay lại cho ta cái cảnh này. Bên này chưa. Ở đây hết là năm hộ. Hết rồi, cho mình cho xong rồi, khu vực bên đây cho xong rồi. Cái gì tin nổi không? Đây có nhỏ thầy đang mới được quý vị. Ủa gì đâu mà trời, sư Hạnh chơi. Sư Hạnh chơi con nghe. Có rồi. Có rồi. Cái thùng. Đem lại. Coi như là ai có thùng phải lấy bao hả cô? Nói nghe nè, không đeo khẩu trang mà bệnh tay vậy nó có được không? Chắc ăn không vậy? Dạ rồi. Anh phải vô ha. Đi tới đi. Ừ, đem đi tới. Cảm ơn sư phụ vậy. Cảm ơn. Đây.
lấy đồ rồi cô ơi. Bé ơi, bé hồi nãy 5 hồ đó là của chị Nghệ đó phải không bé? Phải không? Phải không? Cũng của chị Nghệ phải không? Là con cái của chị Nghệ. Rồi tới. Mình không có cho bả, mình chỉ cho. Nghĩa là những em đó ở nhà trọ hay sao bé? Cũng có nhà trọ với dễ thôi, cũng có. Ừ. Cái chỗ nào mà Sáu đưa mì là con cứ đưa gạo. Rồi A Di Đà Phật hết nha. Cái nãy giờ chị đi phụ với con bé đỡ quá trời vậy. Dạ phụ bé một tí đi. Ngày nay bé nhiều việc lắm, công đức lớn lắm A Di Đà Phật. Công đức mà, thiệt mà, công đức vô lượng mà. Thì đó. Dạ có, nằm trong thùng á. Thay mặt nhà chợ cảm ơn mấy cô nha. Rồi A Di Đà Phật. Rồi thay mặt nhà chợ cảm ơn mấy cô công đức quá trời luôn. Dạ mô Phật cảm niệm công đức nghe mô Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Ôm luôn con. Ủa bé mấy nhà này nãy chưa cho phải không? Chưa. Sắp cho 24 rồi. Đi vòng vòng nãy giờ túi ở trọng. Mấy tiếng đồng hồ rồi. Có em đang quay rồi nè chị. Dạ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Thầy Quảng Trắng ơi, hiện tại bây giờ mình phát hết rồi, bây giờ còn lại là ở đây là hồi nãy 3 tấn 2 á, thì bây giờ nó còn lại là 300 phần. Thì 300 phần này á là ở 30 phần này, còn lại 30 này á là con sẽ đi phát tiếp tục cho 23 hộ hả bé? 23 hộ này là mới ghi mới khu sau này nè, là mới phát sinh xin thêm. Đây giờ có đây A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chị Trang ơi, của chị Trang hiện tại giờ còn 16 hộ này, 16 phần quà này là em sẽ đi phát cùng với gạo của thầy Quảng Trắng đó, là ở khu sau mà người ta mới vừa nãy chị kêu người ta ghi giấy nè để một chút xíu mà em đi phát luôn bây giờ nè, đó người ta mới xin nè, tổng cộng là 23 hộ phải nghe chị Trang. Và thầy Quảng Trắng tổng cộng là 23 hộ hả thầy. Rồi bây giờ bắt đầu em đi nha mô Phật. Khu vực này giùm em cái đi. Có chị đứng ra nói đại diện đi. A Di Đà Phật, thầy Quảng Trắng ơi, Tịnh Thất Quảng Nghiêm, và chị nhóm thiện nguyện của chị Trang, hồi nãy thì có chiếu cố cho cái khu vực này, là ở đây là đường số mấy vậy chị, đọc em đi. Cũng của phường 10 quận 6 mà số mấy? 19/36/22. Số là 19/36/22. Nó thuộc loại là đường Nguyễn Luân mình đó hả? Của phường 10 quận 6 ha. Nhóm của chị Trang.
Và đây là gạo của thầy Quảng Trắng tỉnh Thất Quảng Nghiêm đã chia sẻ cho bà con mình, đây là mỗi hộ là 10 kg gạo. Còn quà của chị Trang á, thì còn được á, là bao nhiêu á, thì mình cho bấy nhiêu ha. Rồi A Di Đà Phật nghe, rồi phát đi. Rồi mô bà. Nè chị, không cho anh giùm chị. Không anh giùm. Không anh giùm, bây giờ ai ai trực tiếp ảnh như đó đi. Lạnh tay có mặt là lạnh nè. Nè chạy nè chạy nè chạy. Đấy người 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 nào trước á, thì ấy là người nào cho được một. Không cho vô bên đây. Dạ không có được. Nó đi nêu đẻ rồi. Nó không có được chứ này kia rồi. Nè. Rồi ai đi sao là không có. Ai đi sao là gạo không? Gạo không. Ai đi sao gạo không? Gạo cho phần kia đi. Nó nuôi đẻ rồi, nó nuôi đẻ rồi, đắt nó về 2 giờ nó mới về lận. Cho chị yên phần thì con chị cũng mới đẻ chị. Mới đẻ nó nuôi đẻ rồi. Em bắt đầu này nghiệm nữa mới đi sau. Chị lượm em hai tờ giấy, chị. Chị đưa hai tờ giấy đây chị. Rồi em gửi. Bà Năm đâu rồi, còn hai nữa không? Bà hai nữa. Bà bán cho số rồi. Bà mới đi bán cho số. Rồi. Dạ cho chị lãnh cho cái bà hai bán vé số đấy nha. Đây là giờ bạc bạc. Đây là xe đi bé. Nhắc rít vào cái là xong. Rồi. Mà nó đẩy ra mà vi chết là còn thấy thê thảm nó. Sáu phòng. Không ai thấy luôn từ mùa dịch. Con cũng xin cũng cho dần dần. Sáng giờ xin nó thôi đủ rồi đó, không tại nào tại vì mát cho những người nào xin. Bây giờ mới về đó thấy không? Này trong mé và nông nghệ ta đi làm hết rồi, sáng giờ em xin đi nó hơi không đủ. Tại vì người ta đi làm nó mới dây ra, nhưng mà người ta không đi làm là không có đủ luôn. Tại vì mấy kia không đi làm là không đủ luôn chứ đừng. Đúng không? Sáng giờ xin đúng không? Rồi. Giờ bắt đầu phát đi, phát cho bà cụ đi. Rồi ngoại ôm về đi ngoại. Dạ mô Phật. Nhờ con đang phát gạo không nghe thầy. Quà của cô Trang đã hết, giờ còn lại gạo của thầy Quảng Trắng tỉnh Thất Quảng Nghiêm. Cho mỗi hộ bà con ở đây là 10 kg gạo. Rồi A Di Đà Phật. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Rồi ơi A Di Đà Phật, cảm niệm công đức nghe mô Phật. Dạ. Ê, cái chừng nít. Còn hai người đó nha, nhanh tay còn chậm tay hết. Hai người nói nhanh tay còn chậm tay hết á. Kìa, em bé đưa tay kìa, đưa nó cầm chị. Kìa con cầm. Nãy nó dơ hai tay, đó, cầm vô nổi. Nhà đâu nè. Chịu nổi không? À, đâu, lên chạy về luôn mà. Nó giơ hai tay nó lên. từ từ đừng chạy, từ đi bà ơi, đừng chạy gì ơi. Dạ rồi A Di Đà Phật. Rồi mô Phật nghe, rồi cảm niệm công đức hết nha. Rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ rồi mô Phật. Tiếp tục là còn 6 phần gạo này là ra khu của nhà trọ Bi Tuyết nha thầy. Dạ rồi mô Phật. Đây A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021, thầy Quảng Trắng ơi và nhóm của cô Trang á, em đã đến khu vực của 6 phòng này ở đối diện với lại của Bi Tuyết. Đây con vô chút hẻm chùa có Bi Tuyết nè. Đây 6 hộ nha. Ở đây bà con mình có 6 hộ. Đây, A Di Đà Phật. Rồi mô Phật, bây giờ con mời quý vị ra lãnh quà giùm con nghe. Dạ mô Phật. Rồi ra lãnh quà luôn. Vậy là con cứ gạo mà nấu. Dạ không. Không có gì. Bên kia là hai bạn. Dám cãi gì đó chở qua cho người ta. Không có dư gạo. Trời ơi sao vậy hả? Xách không nổi, xách mình vô đó, xách con gạo vô. Ừ, đây đi. Đây em bé này xong. Đây, còn thùng nữa.
hai vợ chồng đi làm khổ lắm. Anh ơi, khu vực này nhỏ quá. Không chậm nói chung mà chậm quá. Bởi vậy thì khu vực của huyện ăn luôn để cho hai bà lão bán vé số. Bán cơm với chao rồi, rồi cơm chao quả luôn. Bà ngoại không có đồ ăn hả bà ngoại? Đây bà ngoại đang ăn cơm với chao. Bà ngoại sống ở đây hả? Bán vé số là cho rõ ràng luôn, 8 phòng với cho người vô gia cư 1 phòng nữa thì chính. Em qua là đúng rồi. Ừ, mà em thấy không, còn thiếu một phần thì mà chỉ phải nói, còn ra ngoài dịch nữa mà ơi. Lần nào mà thường thiện vô đây cũng nghe được. Rồi thôi, A Di Đà Phật nghe hoài. Rồi. Rồi cảm niệm công đức của thầy Quảng Trắng nghe. Hai đứa con nó còn mở đâu. Số 2 này. Dạ rồi, dạ rồi. Mua cho mình lần á, chín á. Nè, gắt em cho con. Mấy phòng kia người ta đi dán rồi. Dạ, dạ. Dạ rồi, mô Phật. Nghe chào chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021. À, thầy Quảng Trắng, tỉnh thất Quảng Nghiêm và cô Trang. Đây là cô Trang đã phát cùng với thầy để phát quà cho bà con ở tại địa điểm là 97 đây, 97-1-2 ở đường Lý Chi Hoàng, phường 10, quận 6 mình đó. Mỗi hộ vậy là 10kg gạo, thì ở đây là mình xuống tổng cộng là 3 tấn 2. Mỗi hộ được 10kg gạo và một phần quà của cô Trang, vẫn còn nằm trên xe, chưa xuống đây, hai xe. Như Đà Phật, giờ mình đang chuẩn bị đi phát quà nha. Mô Phật. Sư Thiện, nhóm của Sư Thiện và cô Trang chuẩn bị đi phát quà nha bà con. Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Thầy Quảng Trắng, tỉnh thất Quảng Nghiêm và nhóm Phật tử của sư cô Viên Thiện và cô Trang đã tặng quà ở đây tại 97-1-2 đường Lý Chi Hoàng của phường 10, quận 6. Đây, đây là quà. Đây là quà. Hai xe quà của cô Trang. Rồi. À, cảm niệm công đức của thầy Quảng Trắng, tỉnh thất Quảng Nghiêm và tất cả các mạnh thường quân đã cùng chung tay với nhau để chia sẻ cho bà con ở đây tại khu vực của 97-1-2 phường 10, quận 6. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mình đang phát của khu vực này, là cái hẻm này là 12 hộ có thầy nghe. Rồi bà con làm ơn ra nhận quà giùm con cái nghe. Ra đi, ra đi, ra đi, ra nhận quà. Đây là 12 hộ. Vậy, em nghe vậy. Mời chú ra ngoài nhận quà chú ơi. Dạ, rồi, chào anh. Anh Như là Phật. Đây. Những hộ này sáng nay là đã đi làm. 12 hộ. Dạ, lãnh gạo đi ông, ngồi đó ông. Mà bà con ra lãnh gạo giùm bà con ơi. Dạ, mô vậy? Phật. Chú của bà quay lại con cái chú. Dạ rồi, mô Phật con cảm ơn. Dạ, mô Phật. Rồi, A Di Đà Phật nghe. Ăn giác niệm Phật nghe con. Rồi, A Di Đà Phật. Anh chị chờ em chút đi chị. Hết rồi đó hả? Tại giờ khu này là 8 hộ ha. Khu vực này là 8 hộ đang đi ra đặng nhận quà. Mời bà con mình lẹ lẹ giùm chút đi. Ra đi, ra đi. Em đi vô bà. Nhanh
ơi. Ra đi, ra đi chị, ra đi, ai lãnh quà ra. Phật. Đây là cái hẻm này là 12 hộ nha. Mô Phật. Đi thông báo trước mà em cái chị Nghệ cho nó lẹ chút chị Nghệ, để trời mưa xuống cái ụp xuống cái mà mình mệt luôn á. Dạ thông báo giùm em trước cái đi. Dạ rồi, A Di Đà Phật. Chưa để biết được đâu gì, chờ con chút đi gì ha. Dạ rồi, tới đâu nữa. Đây là có 4 hộ ha. Hẻm này sẽ là 4 hộ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, mấy vị Bồ Tát ăn ráng nhớ niệm Phật nghe. Đủ rồi không? A Di Đà Phật. Đây đang chất gạo vô kế tiếp. Cho 17 hộ thôi thầy. Giờ mình lấy sao mình quay xem chụp hình cho 17 phần thôi à, nó vừa hết 3 người rồi. Chắc đầy xe dùm đi. Chắc đầy xe, chắc đi. Đẩy đầy mà cho bây giờ. A Di Đà Phật. Hiện tại đang đang phát tiếp tục nha thầy, của cái hẻm này hồi lúc trước mình phát là 20, bây giờ người ta về quê bớt rồi, còn lại chỉ mười mấy hộ thôi. Ra đây. Mau nhanh nhanh nha. Mấy rồi? Để mấy rồi thằng sẵn hết. Sáu luôn. Đây là mỗi một hộ vậy là bao gồm là 10 kg gạo và của thầy Quảng Trắng tỉnh Thất Quảng Nghiêm và còn một phần nữa là gạo và mì gói và nếp và mì gói đậu xanh nữa là của nhóm của cô Trang. Đây là Phật, Mô Phật. Rồi đủ rồi. Ai không có nhận là mất phần nha. Ai gì
Đà Phật. Hiện tại giờ thầy là mình bà cô Trang đang chắc gạo lên và quà mì gói và nếp và đậu xanh để tiếp tục chuyển vô phía trong. Hồi nãy giờ là mình chỉ phát mấy chục phần ở vàng ngoài thôi, bây giờ bắt đầu mình chuyển vô phần trong. A Di Đà Phật, mô Phật. Đây xe này đó, đây này là chắc gạo, gạo mô Phật, mô Phật. Hai bao lại là nặng cho đó. A Di Đà Phật, thầy Quảng Trắng, tỉnh Thất Quảng Nghiêm. Đây là cái khu vực này nè thầy, là con đi ở phía sau của chú Thành đó. Ở khu vực này là cậu cậu, khu vực này là của chú Thành hay là của ai vậy cậu? Khu vực của Long. Long là khác hả? Chú Thành là ở trong đó phải không? Khu vực 90 hộ á. 90 hộ, chín mấy hộ trong kia à. Trong cột điện đó. Trong cột điện trong là đây, khu này 40. Khu này nhiêu? 40 hả? Giờ mình chuẩn bị phát quà nơi đây nè. mình à, dạ nó nhỏ nó mạnh lắm, ba bịch có nhiêu gạo rồi, năm một bạc nè. Vô trong này trước phải không chị? Dạ đi vô đây trước, trong ở hai phòng này trước đi, đi vô vòng vòng vô. Ờ đi hai phòng này trước đi con, đây này về nhỏ này má mày đi lượm chung nhận ngoài đó luôn. Chốt vô giả ra đừng cho. Rồi có chụp hình vô đó, chụp luôn đi. Dạ rồi, mô Phật. Rồi, tới bên đây nha. 7 tới giải này nha. Giải 13 nè. Ê, để con kinh thêm gạo. Gạo đây nè, gạo có giá. Dạ. Cô ơi, cái phòng này á có cái anh què, ảnh đi bán vé số á. Giờ ảnh dạ, bị cột sát 2 giờ luôn. 2 giờ mà hai chồng đi. Hai chị em. Hai chị em. Giờ cái bên đi cho. Đi ba giữ giùm chị nha. Rồi vậy. Đây. Chút gì tiền vậy? Ở đây sao nữa cô ơi. Hai quan nó có phòng qua. Cô ơi ở đây nè. Nó đây. Mô Phật thấy thương không? Đi nãy giờ mấy chục người, có một người biết A Di Đà Phật á. Mọi người. Dạ vậy rồi mô Phật. Con phần ấy nữa kìa, con thiếu một phần quà. Quà. Dạ. Dạ để con đi kinh phim nha. Cho chỗ cô đó một phần quà đi. Thôi con quăng vô đây cho hết luôn rồi con đi lấy phim ha. Dạ cảm ơn. Đây mình đang phát ở khu vực 40 hộ. Khu vực này là bà con mình lộc hành đúng không ha? Với lại bán kem ống đa phần. Đây là lúc mà bục mà đám nó đi thì sao? Đây cái phòng này sáng nó đi ấy rồi có ấy mà hỏi cô đây Thảo ơi. Cảm ơn đi con, cảm ơn chú đi con. Đây còn thiếu quả. Dạ. Dạ để chú ta kinh. Đây nè chú.
Dạ con hộ này với lại hộ bên kia nữa. Hai hộ nữa. Dạ. Đó còn mấy căn, hai căn nữa, hai căn. Hai căn nữa. Dạ có. Đó còn ba phần ba gạo nữa. Ba gạo không kịp. Dạ. Con gạo. Con qua thì đi bán kem có cho không con? Không. Không có nữa, nhà không có cho. Rồi cái này là đủ rồi nè chú. Giờ ở bên đó một cái nữa. Ông Bình này đi luôn phải không? Ở đi rồi. Đi nhiều con lắm không kịp cho. Nhiều lắm. Rồi. Hai đây nè. Đây chú gạo không? Đây gạo. Đó là. Giờ còn thiếu một phần quà với hai phần gạo. Còn còn trong đây đó là có còn đây mấy hộ. Đem vô đi. 1 2 3. Ba hộ nữa. Đem vô đi đem. Là hai phần quà ba gạo để con đi lấy. Bốn gạo ba phần quà. Thì ông ấy dán mấy phần gạo vô kìa. Đây, hai phần. Ở phố sau đây nữa là có hai hộ ha. Chạy theo gì con. Hôm nay không có sữa đâu con à. Đi đâu vậy? Đó, đó, đây là con ta đi nhà này ta đi bán số chúng ta về được không? Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ rồi, mô Phật để đàng hoàng nha, để không mưa nha. Không không, để nhờ cái con này. Dạ rồi, mô Phật. Dạ dạ dạ. Đây, đây như là Phật, cái khu vực này. Chị ở đâu? Chị khu vực nào? Đang làm hành vậy thôi. Rồi, dạ rồi. Hồi nãy vậy anh đây như rồi anh. Rồi. Rồi nãy con bé đem vô rồi nữa rồi. Tại vì khu trong này nó ngợp lắm, quay rồi. Khu này nè sư. Vô vô vô. Vô đi sư. Ra đi bà con, ra đi bà con, ra lãnh quà con đi. Ra ra lãnh quà đi. Rồi ra đi chị, ra đi chị. Rồi ra, ra lấy đi, ra lấy giùm đi. Ra ra. Ê Phú kêu anh Sơn với bà hai ra lấy cho Phú. Khu vực ở đây mình ở là tổng cộng bao nhiêu hộ vậy cậu? Bên đây là mấy ông nè, 8 hộ có thể hả? Rồi. Còn ai hết bà ngoại? Còn chẳng theo con Hồng nữa. Ở trong này là nếp nha, bên này là gạo. Dạ rồi, vô đi bà, còn ai hết chị? Đây giùm bà ngoại nè. Bê vô đi con, bê vô đi con. Rồi, mấy ba nha, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bé ơi, khu này là khu vực này bao nhiêu người em hộ vậy bé? 60 mấy hộ á, 65 hộ á. Khu vực này hả? Của Sáu Dũng là 65 hộ hả? Đây, bắt đầu mình cái thằng là mười mấy hộ và con chị của Trinh luôn á. Phụ với phụ Đinh Dương đi mấy thằng. Giống mấy thằng đủ rồi, 3 thằng, 34 thằng à. Dạ chú là có phần chưa chú? Dạ rồi, dạ rồi, mô phần. Dạ. Mình đi cho chưa? Dạ rồi, mô phần. Dạ, dạ. Rồi bây giờ ở đây đủ chưa vậy? Ở khu vực này vậy là đủ rồi hả gì? Dạ, nó còn ở sau. Ở sau nữa hả? Né né, anh né né cho em qua chút luôn. Dạ. Đằng sau nữa. Đằng sau này hả? Để coi mấy phòng lấy vô. Mấy phòng. Chúng ta ra đi, trong này mấy phòng. Trong này mấy phòng ra đi. Đến coi mấy phòng. Mỗi phòng mọi người đi ra giùm đi. Bé ơi, kêu mấy vị Bồ Tát này ra ngoài lãnh đi bé. Ai ở đây mấy hộ thầy bé? Đây còn hộ, tại ở đây nó dầm hộ nó mình đi ra mặt kia mình cho cũng được. À, ok ok ok.
ra đi, ra đi, ra đi, ra đi bé ơi. Để đi, giờ giờ xe để ngoài đây đi anh, vô luôn, xách ba phần vô thôi, vô luôn, vô luôn, ở chừng chúng á. Qua đi cậu, cậu qua đi chú, đẩy vô nữa. Chị cảm niệm công đức đi chị, chị áo tím nè. Vô trứng sao nữa đi. Sao cũng sao. Một ký một nãy giờ nó ăn nổi, sao mà. Cảm ơn. Đâu mì đâu, mì đâu? Đủ chưa mấy mấy phần mì không bé? Mới có ba phần hả? Đây, mì đây. Đúng rồi. Vô đi cậu, vô đi cậu, vô đi cậu. Vô đi cậu, vô đi cậu. Ai ra lấy nhà nấy thì chở. Rồi. Này bọc gạo, bọc gạo của chú. Cô chú vậy đưa cái thùng, đưa thùng hai cái này. Ủa, gạo đây với cái thùng giống nhau. Giống nhau. Gạo ấy. Hết được gạo chú. Tiên ơi, tiên à. Thôi ông cánh rồi. Trời mai mà xanh nghèo nè. Đây. Đây khu nhà trọ phía sau này. Chưa có gạo không? Chút đợi chút chứ. Được rồi. Thấy có mày chưa? Có rồi, có rồi dư. Bà có rồi chứ bà? Dạ có. Dạ mô Phật. Cảm ơn sư nhiều. Cảm ơn sư. Dạ rồi mô Phật nha. À, quý vị ở đây ráng ăn chay niệm Phật nha. Dạ dạ. Dạ rồi mô Phật. Vậy lát để cho mớ rau củ về ăn nha. Dạ rồi mô Phật. Dạ dạ dạ. Lát bé đem rau củ về chia cho. Cảm ơn anh chị nhiều, cảm ơn các cô nhiều. Cảm ơn gà. Cảm ơn các sư cô, cảm ơn cô chị nhiều lắm đã tài trợ cho em ở trong đây cũng đỡ khổ. Dạ rồi mô Phật. Có được miếng ăn được đỡ khổ. Dạ rồi mô Phật nha. Rồi mô Phật. Đây đây đó rồi. Đã dục em ơi. Rồi vô kia. Vô đi, vô đi, vô đi, hồi con tôi vô. Anh em vô đi anh, anh vô ra. Chụp mấy gì? Dạ, dạ. Không biết nữa, không biết. Vì là tại vì là không cho đúng không? Bỏ viên qua bên. Vô đi sư. Vô đi, vô sẵn. Ra đứng nhận quà đi, đừng chụp hình. Đứng lên đi con. Đứa đứa nào ra lấy đi. Đứng lên cầm quà đi con. Đem vô cất đi. Rồi, A Di Đà Phật cảm ơn đi con. Cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Quen á. Đem quà vô đi con. Đem quà vô đi con. Rồi, A Di Đà Phật nghe. Còn mấy thằng mày nữa? Đủ hết chưa? Đủ hết chưa? Ra ra. Ủa sao ra vậy? Không rồi, hết rồi. Phòng này ở cửa nè, phòng mà ngủ cho đi. Mấy phòng mà người ta đi làm á, không cho. Còn chiếc bịch mì nè, chú Phụ. Kêu quay chụp hình luôn đi. Thôi chá, các bạn nhấn lên. Con ôm gạo, ôm quà vô nhà đi con. Còn bịch mì đâu, vậy có lấy mì chưa, đem về nhà đi con, đem về nhà đi con. Rồi, rồi. Dạ rồi, mô Phật nha. Rồi. Rồi, mới đủ nào. Bây giờ có đây mấy hộ vậy bé?
ba hộ hả? Dạ, ba hộ. Mà sao mấy hộ đó thì mình tính chung á, hiểu không? Mà nó còn về cái kia mà mấy hộ con chỉ sư phụ á, làm tới đi. Chào chú. Đây chú lụm dây chai hả, sống ở đây hả? Dạ ở đây. Dạ. Có bà cha mình giá cái gạo. Dạ rồi, mua vào. Ông gà không? Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Có hơn bé ơi, khu vực ở đây bao nhiêu hộ vậy bé? Dạ. Khu vực ở đây là bao nhiêu hộ? Dạ, trong luôn là 65 hộ tổng cộng nha thầy. A Di Đà Phật. À, thầy Quảng Trắng, Tịnh Thất Quảng Nghiêm và tất cả các mạnh thường quân và nhóm của cô Trang đã phát khu vực này là của Sáu Dũng là 65 hộ. Đi đi vòng vòng nãy giờ lên. Rinh mẹ luôn đi. Rồi, bé làm hết luôn rồi. Bé nay chịu khó cực dưới trên nha. Lát Phật mẫu còn tặng miếng cho bé ăn nữa. Đó là đi qua không được rồi chưa. Mắc kình. Mắc kình lắm, kình đây con bước không được. Hôm nay là hết rồi đó, bắt đầu tới độ thứ 9. Cảm ơn mấy thầy. Rồi, A Di Đà Phật về.